Mời các bạn nghe chuyện cổ chân nhân chương 1535 đến chương 1539. Tâm tư Khương Nguyên thay đổi thật nhanh. Vừa nãy hắn cũng nói mấy lời lừa bịp, kết quả câu trả lời của Mao Lục đã giúp cho hắn có được rất nhiều tin tức quý giá. Không nghĩ đến ảnh vô tà đã thật sự khống chế được Hắc Lâu Lan và Âu Dương Vân Sinh. Hắc Lâu Lan là kiêu hùng, ban đầu không dễ khống chế, nhưng hai người dì của nàng ta đã chết, độ khó khống chế thấp xuống một bậc. Nàng ta lại là đại lực chân vũ thể, nếu có thể lợi dụng, tuyệt đối là một quân cờ thượng giai còn âu dương vân sinh lại là người hiền lành mặc dù tính cách không quả quyết lắm nhưng ông ta lại có hai con tiên cổ trụ đạo bình thường có thể giúp đỡ không ít thế nhưng cả hai lại bị ảnh vô tà khống chế đúng là đáng tiếc khương nguyên cảm khái trong lòng vận mệnh đúng là kỳ diệu sau đại chiến núi nghĩa thiên hắn và ảnh vô tà đổi chỗ cho nhau hắn đoạt được cổ tiên thai trí tôn còn ảnh vô tà thì kế thừa phần lớn tích lũy của hắn hắn có thể lợi dụng hắc lâu lan không chế âu dương vân sinh ảnh vô tà lại là một trong phân hồn của u hồn ma tôn xem ra cũng không tầm thường đã có thể khống chế được hai người kia ảnh vô tà có được tiên cổ của ta còn được hai người hắc lâu lan phụ đá lần này chủ động giao dịch với ta sao cũng phải khiến cho y trả một cái giá nặng nề khương nguyên hạ quyết tâm trong lòng nhưng trước đó mao lục bỗng nhiên lên tiếng trước khi giao dịch ta sẽ cho ngươi nhìn thấy thành ý của phe chúng ta ta sẽ cung cấp cho ngươi một tin tình báo tin tức này cực kỳ quý giá liên quan đến tương lai tu hành của khương nguyên ngươi chính xác hơn mà nói là liên quan đến sống chết tồn vong của ngươi khương nguyên hừ lạnh sắc mặt không tốt tin tức có quý giá hay không không phải do ngươi nói khoác mà là do ta tự mình đoán ra khương nguyên ngươi có biết thiên ý là gì không mao lục hỏi thiên ý khương nguyên nghi hoặc mao lục nhìn mặt mà nói chuyện gật đầu nói tiếp ngươi quả nhiên đã quên đi rất nhiều ý của ngươi là gì chân mày khương nguyên cau lại mao lục nói ngươi đã từng dựa vào thiên ý chỉ điểm đổi hồn với ảnh vô tà đại nhân ngụy trang thành thuần mộng cầu chân thể cuối cùng cướp đoạt cổ tiên thai trí tôn nhưng ngươi không biết tuyệt thể thứ 11 này là do nghiễn thạch lão nhân nghiên cứu ra bản thân vẫn còn thiếu hụt rất lớn bất luận hồn phách nào ở bên trong thuần mộng cầu chân thể nhất định sẽ chìm vào ngủ say lãng quên hết thảy ký ức về sau mặc dù nghiễn thạch lão nhân đã cố gắng bù đắp khuyết điểm này nhưng chỉ tiêu trừ được vấn đề ngủ say còn hồn phách bên trong thuần mộng cầu chân thể vẫn không ngừng mất trí nhớ như cũ. Thời gian càng dài, quên lại càng nhiều, cũng chính vì vậy, ảnh vô tà đại nhân mới không có ký ức, chỉ có thể nhớ được sát chiêu tiên đạo dẫn hồn nhập mộng mà thôi. Nói đến đây, Mao Lục lấy ra một con phàm cổ tín đạo. Gã dùng ngón tay vuốt ve con cổ trùng mấy lần, trong lòng thở dài. Đối với gã, giá trị của con cổ trùng này không bao nhiêu, nhưng giá trị đối với Khương Nguyên lại cực kỳ to lớn. Nếu không phải tình thế bắt buộc gã không bao giờ giao con cổ trùng này cho Khương Nguyên. Vốn trong kế hoạch của ảnh vô tà, y còn muốn dựa vào sơ hở này của Khương Nguyên mà đối phó hắn. Nhưng y vạn lần không nghĩ đến sẽ có một khắc bọn họ chủ động bù đắp sơ hở này cho Khương Nguyên. Bên trong con cổ trùng tín đạo này ghi chép lại quá trình trước sau đại chiến núi Nghĩa Thiên, ngươi hãy xem qua một chút đi. Mau lục nói, sau đó ném cổ trùng cho Khương Nguyên. Khương Nguyên nhận lấy, điều tra một chút, không có vấn đề gì liền rót tinh thần vào cổ trùng. Từng màn đại chiến núi Nghĩa Thiên tái hiện trong đầu hắn. Hắn phát hiện mình đúng là thiếu sót rất nhiều ký ức. Khó trách ta luôn có cảm giác không ổn, nhưng lại không phát hiện được điều gì, thì ra là do mất trí nhớ. Đây đúng là mất trí nhớ. Hắn đánh mất ký ức, nhưng bản thân lại không phát hiện được. Nếu có cảm giác giống như mình đã quên một thứ gì đó, đây không phải là quên hoàn toàn mà vẫn còn có khả năng nhớ đến. Nhưng tình huống bên trong con phàm cổ tín đạo lại mang đến một cảm giác rất quen thuộc cho Khương Nguyên. Tuy nhiên, cũng không loại trừ đối phương có khả năng giấu giếm sau khi tra xét hai ba lượt gương mặt khương nguyên vẫn bình tĩnh ánh mắt âm trầm ta dường như đã mất trí nhớ vậy làm sao ta biết được ghi chép này là thật cũng có khả năng là giả thì sao mau lục cắn răng gã biết đây chính là điểm khó của cuộc giao dịch này khương nguyên ảnh vô tà đều có thâm cừu đại hận với nhau là tử địch không đội trời chung khó mà tin tưởng còn làm thế nào để biểu đạt thành ý để đối phương tin mình mới là chỗ quan trọng nhất nếu khắc phục được chỗ khó này, cuộc giao dịch sẽ dễ dàng thành công. Tâm tư Mao Lục thay đổi thật nhanh, suy nghĩ liên tiếp xuất hiện. Gã châm trước tìm từ, không thể không cẩn thận từng ly từng tí. Khương Nguyên giết người không chớp mắt. Một khi nói nhầm, gã chết thì không sao, quan trọng là ảnh vô tà đang gánh vác trách nhiệm cứu bản thể, không thể sơ sót được. Hơn cả nửa ngày, lúc này Mao Lục mới lên tiếng, Khương Nguyên ngươi có được Xuân Thu Thiền, trải qua nhiều lần trùng sinh, điều này bản thân ngươi cũng biết nhưng thật ra ngươi còn có nhiều bí mật hơn và ngươi lại không rõ ràng bằng người ngoài như chúng ta. Thiên ý hạo đẳng ở khắp mọi nơi, trải rộng cửu thiên nam vực, từ nam chí bắc. Quá khứ, hiện tại, tương lai, thiên đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ. Nhân đạo tổn hại không đủ mà bổ lại có thừa. Cả hai vừa lúc tương phản, mâu thuẫn với nhau. Cho nên, tôn giả lịch đại, bất kỳ truyền kỳ nào cũng là đối tượng bị thiên ý chèn ép. Tai kiếp, thọ cổ là hai đòn sát thủ của thiên ý, khương nguyên ngươi trước sau đã độ kiếp hai lần một lần là tai một lần là tiên cổ thành kiếp uy lực hai lần tai kiếp tăng vọt viễn siêu hơn lẽ thường là do ngươi có được cổ tiên thai trí tôn giành lại cuộc sống mới tiềm lực của nhục thân và tiên khiếu mới vô cùng vô tận một khi trưởng thành nhất định mạnh hơn tôn giả lịch đại vì thế thiên ý rất kiên kỵ ngươi cực lực chế ước muốn bóp chết ngươi thật sớm khương nguyên chấn động trong lòng từ khi độ kiếp vừa đến hắn vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này hiện tại mao lục đã mang đến đáp án cho hắn thiên ý khương nguyên thì thào nhai nuốt hai từ này mao lục thở dài một tiếng tiếp tục nói bản thể u hồn ma tôn của ta sáng tạo ra ảnh tông cương minh luyện chế tiên thai trí tôn chủ tính hơn 10 vạn năm cuối cùng thất bại đây cũng là do thiên ý quấy phá không chỉ hạo kiếp vạn kiếp quấn thân mà còn có nhân kiếp vây quét lấy tháp chủ giám thiên cầm đầu thiên đình chính là đại diện điều này còn Khương Nguyên ngươi cũng là sát thủ tiềm ẩn bên trong nhân kiếp. Lời này là có ý gì? Khương Nguyên nheo mắt, tinh mang nhấp nháy, hứng thú trong lòng hắn tăng vọt. Hắn nhạy bén cảm giác được, những lời tiếp theo của Ma Lục sẽ mang đến cho hắn một sự thay đổi nghiêng trời lật đất. Ma Lục do dự một chút. Trong lòng gã biết rằng, một khi nói ra lời kế tiếp, Khương Nguyên biết được sơ hở của thiên ý, từ đó tiến hành bổ sung. Thậm chí còn tạo thành tư thế bay lên không thể ngăn chặn cho hắn. Hiện tại Khương Nguyên giống như một con rắn lớn bị vây trong vũng bùn. Con rắn lớn bị một lớp vải quấn chặt hai con mắt, không biết đông tây nam bắc, chỉ có thể lăn lộn trong vũng bùn. Nhưng nếu thông báo những tin tức này cho Khương Nguyên biết, tương đương với việc tháo miếng vải đen khỏi mắt con rắn. Tầm mắt con rắn sẽ trở nên sáng tỏ, nhìn thấy được thiên địa rộng lớn, cảm thấy vũng bùn đang nhốt mình nhỏ bé rất nhiều. Có được phương hướng chính xác, biết rõ tình cảnh của mình, con rắn lớn sẽ ngẩng đầu nhìn trời, hô phong hoán vũ, thành do lòng tung hoành thế gian đừng nhìn đây chỉ là lời nói nhẹ nhàng nhưng đối với khương nguyên mà nói lại là chất biến giá trị không thể đánh giá được mao lục vốn không muốn đem bí mật này nói cho khương nguyên biết nhưng bây giờ gã không còn biện pháp nào khác tình thế ảnh vô tà bên kia bức bách gã phải làm như vậy hít sâu một hơi mao lục chậm rãi nói khương nguyên ngươi có thể trong thời khắc quan trọng nhất cướp đi cổ tiên thai trí tôn không chỉ dựa vào thực lực của bản thân ngươi mà còn được thiên ý chỉ điểm thậm chí ngươi đạt được xuân thu thiền dùng để trùng sinh cũng là thiên ý bố cục chính thiên ý đã sắp xếp cho ngươi quay trở lại quá khứ ngăn cản sự nghiệp to lớn của ảnh tông ta khương nguyên nghe xong trong lòng không khỏi giật mình nửa đoạn trước thì cũng thôi đi quan trọng là nội dung nửa đoạn sau cho dù hắn có định lực nhiều năm cũng có chút không giữ được bình tĩnh oanh đúng lúc này thiên địa bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng vang chuyện gì xảy ra vậy chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi khương nguyên đã bình tĩnh lại hắn ngồi thẳng người lên thôi động cổ trùng ánh mắt bắn ra tinh mang xuyên thấu tầng mây nhìn vào không trung bát ngát ở đó đang vang lên âm thanh sấm sét hung mãnh đồng thời còn lóe lên từng tia sét sấm sét giữa trời quang mau lục cười lạnh trong lòng có chút thê lương khương nguyên ngươi vừa mới độ kiếp thật ra bên trong phúc địa lăng ra còn có không ít thiên ý lưu lại những lời ta nói vừa nãy chính là nói toạc ra bố cục của thiên ý đã dẫn phát thiên đạo tức giận nhưng bất kỳ phúc địa động thiên nào cũng đều khác với nam vực thiên ý cũng không quản được nơi này bây giờ tai kiếp đã qua thiên ý có tức giận cũng vô dụng khương nguyên từ chối cho ý kiến nhìn mao lục sắc mặt vẫn bình thường ngươi nói tiếp đi ban đầu mao lục còn do dự nhưng bây giờ đã nói ra hết trong lòng ngược lại cảm thấy nhẹ nhàng hơn giọng điệu của gã càng thêm trôi chảy gã nói tiếp bên trong xuân thu thiền của ngươi cũng có thiên ý điều này đã sớm được ảnh vô tả đại nhân chứng thực đây chính là chứng cứ tốt nhất chứng minh mỗi lần khương nguyên ngươi trùng sinh đều bị thiên ý ảnh hưởng Xuân Thu Thiền là hiến tế toàn bộ cơ thể cổ tiên, chỉ lưu lại một phần ý chí. Phần ý chí này được Xuân Thu Thiền trở vào dòng sông thời gian, đi ngược dòng mà lên, trở lại cơ thể của mình trong quá khứ, đạt đến hiệu quả trùng sinh. Khương Nguyên ngươi đã sử dụng mấy lần, hẳn sẽ rất rõ ràng. Mặt Khương Nguyên vẫn không chút biểu cảm, từ chối cho ý kiến. Mao Lục nói tiếp, bên trong Xuân Thu Thiền ẩn tàng thiên ý, mỗi lần Khương Nguyên ngươi thôi động Xuân Thu Thiền, đó chính là thời cơ thiên ý thực hiện ảnh hưởng đối với ngươi bởi vì lúc đó ngươi chỉ còn lưu lại một chút thiên ý mà thôi không có nhục thân phụ trợ lực chú ý cũng sẽ tập trung vào dòng sông thời gian hoàn toàn không nghĩ đến âm mưu ám toán nội bộ sau khi ngươi trùng sinh tất nhiên cũng phải mưu đồ tính toán suy nghĩ như thế nào để lợi dụng ưu thế trùng sinh tu hành tốt hơn nếu đúng như vậy ngươi sẽ bị thiên ý tính toán những gì mà ngươi trải qua cơ duyên mà ngươi biết đến thật chỉ có một mình ngươi biết hay sao những thứ được gọi là cơ duyên chẳng qua chỉ là con mồi mà thiên ý tận lực lưu lại từng bước một để con cờ là ngươi bước lên con đường mà thiên ý đã bày ra cuối cùng đến núi nghĩa thiên phá hủy đại kế của ảnh tông ta theo như ta phỏng đoán trước khi ngươi trùng sinh chủ tính của ảnh tông ta vốn đã được thực hiện nhưng thiên ý không muốn bản thể trèo lên tôn vị lúc trước vì sao kiếm tiên bạc thanh lại thất bại bởi vì bản chất của y chính là một trong phân hồn của bản thể huống chi nếu để bản thể đạt được tiên thai trí tôn có được cuộc sống mới sau khi trưởng thành nhất định sẽ siêu việt hơn tất cả tôn giả trong lịch sử. Trong tương lai, chỉ sợ thiên ý sẽ không còn cách nào diệt trừ được bản thể. Nguyên nhân chính vì vậy, thiên ý mới trăm phương nghìn kế bố cục đưa ngươi trở về, mượn tay của ngươi mà thay đổi quá khứ, tái tạo tương lai. Khương Nguyên đột nhiên nói, khoan đã, ta có chút không rõ, vì sao thiên ý lại lựa chọn ta? Bởi vì ngươi là thiên ngoại chi ma, chỉ có thiên ngoại chi ma mới có thể thay đổi quá khứ. Nếu không phải thiên ngoại chi ma, ngay cả tôn giả cũng vô năng bất lực, Hồng Liên Ma Tôn cố gắng cả một đời cũng chỉ làm hỏng cổ số mệnh nhưng không cách nào phá hủy được nó, càng chưa nói đến tổn thương thiên ý. Đương nhiên, thiên ngoại chi ma cũng không phải chỉ có một mình ngươi. Có thể là ngươi trong thời điểm đó, mặc kệ là tầm mắt hay là tình cảnh, đều thích hợp sung làm quân cờ nhất. Mao Lục nói. Khương Nguyên im lặng không nói. Một tin tức khiến cho người ta phải rúng động. Mao Lục khiến cho Khương Nguyên ý thức được bên cạnh hắn dường như đang có một âm mưu rất lớn. Nhớ lại 500 năm kiếp trước, hắn lang bạt kỳ hồ mấy trăm năm có phải là do thiên ý chèn ép hay không một lòng muốn luyện ra huyết thần tử có phải là do thiên ý ở trong bóng tối phá hư hay không quá trình có được tiên cổ xuân thu thiền dường như có chút quá dễ dàng sau khi luyện xuân thu thiền chưa được bao lâu lập tức bị mười đại cổ phái vây quét mau lục nhìn mặt mà nói chuyện khương nguyên đã có ý động nhưng thủy trung cũng không biểu hiện ra ngoài bụng thầm mắng một tiếng đành phải nói xuân thu thiền trong tay ngươi chỉ có lục chuyển có khả năng thất bại tương đối cao vì sao lần nào trùng sinh ngươi cũng đều có thể thành công. Nói vậy cũng không đúng, lần cuối cùng đã thất bại đó. Khương Nguyên nói xong, bỗng giữ người. Điều này vừa lúc là bằng chứng chứng minh thiên ý. Thì ra hắn mất trí nhớ cũng không phải liên quan đến điều này. Hắn nhớ lần trước thôi động xuân thu thiền trùng sinh là vì hắn bị công kích của tháp giám thiên đánh trúng, hoàn toàn tránh không được, đành phải lựa chọn trùng sinh. Nhưng trước đó, tiên cương đại lực chân vũ cũng đã bị tháp giám thiên đánh thành bột mịn dựa theo giải thích của mao lục có thể cho rằng tiên cương đại lực chân vũ đã bị hủy đại trận thập tuyệt vô sinh đã không còn trọn vẹn không cách nào luyện cổ đại kế ảnh tông thất bại biến số duy nhất là hắc lâu lan đáng tiếc lúc đó hắc lâu lan lại không có ở núi nghĩa thiên cho nên thiên ý không cần quân cờ khương nguyên nữa khương nguyên thôi động xuân thu thiền lập tức thất bại ngược lại ảnh tông không muốn thừa nhận thất bại thiên ý từ bỏ khương nguyên ảnh tông lợi dụng một phần chân truyền hồng liên trợ giúp khương nguyên trùng sinh từ đó thay đổi quá khứ, giúp cho đại kế ảnh tông tiến thêm một bước. Tại sao? Ngươi không biết chuyện ta thôi động lần cuối thất bại sao? Khương Nguyên nhìn Mao Lục. Mao Lục nháy mắt mấy cái, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh. Gã đương nhiên không biết chuyện này. Đầu tiên gã là phân hồn, cho dù là cuộc đại chiến núi Nghĩa Thiên cũng không tham gia, vẫn luôn ở bên trong phúc địa lăng gia. Tiếp theo, đường dây của gã cũng chỉ còn lại ảnh vô tà, tin tức mà gã có được cũng là do ảnh vô tà cung cấp. Nhưng gã biết chuyện ảnh vô tà thôi động Xuân Thu Thiền. Ban đầu ảnh vô tà bị Khương Nguyên tính toán, không còn lực xoay người, nhưng bởi vì Xuân Thu Thiền, một lần nữa lật được bàn đi đến cục diện ngày hôm nay. Mao Lục đang suy nghĩ không biết có nên nói bí mật này cho Khương Nguyên hay không, gã càng nghĩ càng khẩn trương. Bởi vì gã không đoán được nếu nói chuyện này cho Khương Nguyên biết, hắn sẽ có phản ứng như thế nào. Nhưng đúng lúc này, Khương Nguyên lại khoát tay, nói với hắn, "Không sao, ngươi nói tiếp đi." Mao Lục như chút được gánh nặng, Thở ra một hơi, thừa cơ ổn định lại tâm trạng, sau đó nói tiếp, thiên ý an bài khương nguyên ngươi làm quân cờ thật sự là rất cao minh. Chúng ta đều mơ hồ cảm thấy, thiên ngoại chi ma sẽ không có liên quan gì đến thiên ý, bởi vậy ngay cả bản thể của ta cũng bị che giấu. Thật ra, sau truyền thừa Tam Vương, một trong phần hồn của bản thể là Nguyễn thạch lão nhân đã phát hiện trên người ngươi có sơn thu thiền và ngươi là người trùng sinh. Nhưng một khắc ngươi đến Phúc Địa Hồ Tiên, đại kế 10 vạn năm của Ảnh Tông lại đang gần ngay trước mắt vì không muốn mọi chuyện phức tạp vì thế đã chậm rãi mưu đồ người thế là Nguyễn thạch lão nhân vì muốn che giấu suy tính ngược lại đã dẫn đám người cổ tiên trung châu phượng cửu ca đến cốc lạc phách trận chiến kia mặc dù tiên cương viêm hoàng lôi trạch trốn thoát nhưng lại rơi vào tay tuyết hồ lão tổ những nhân vật thiên đình bắc nguyên đều bị thiên ý âm thầm ảnh hưởng là một phần nhân kiếp của bản thể ta sau khi khương nguyên ngươi có được cuộc sống mới một đường từ nam cương chạy đến bắc nguyên phát sinh không ít chuyện ngoài ý muốn đúng không đây đều là thiên ý bố cục muốn diệt trừ ngươi tương tự bây giờ ảnh vô tà đại nhân thân hãm tuyệt cảnh có một phần nguyên nhân là vì ảnh vô tà đại nhân kế thừa nhục thể của ngươi thay ngươi hút hết cường địch vì ngươi mà cản tai tên của khương nguyên ngươi đã nằm trên bảng chu ma bị mười đại cổ phái truy nã lại càng bị thiên đình truy sát hiện tại của ảnh vô tà đại nhân chính là tương lai của ngươi ngươi cho rằng trốn đến bốn vực khác không đến trung châu là không sao phải không bản thể ta nghịch thiên luyện cổ nhưng cổ tiên thiên đình vẫn có thể đánh tới trong chớp mắt. Bức tường ngăn giới năm vực đối với một số cổ tiên mà nói cũng không phải trở ngại. Sở dĩ cổ tiên không dễ dàng ra tay, nguyên nhân chủ yếu vẫn là do tai kiếp. Một khi ra tay, kết quả khó dò, ảnh hưởng đến độ kiếp, cuối cùng gặp nạn vẫn là chính mình. Huống chi, tiên khiếu cổ tiên thiên đình đều thuộc về động thiên thiên đình, vô tai vô kiếp. Làm việc bên ngoài đều là hư khiếu, lại còn có phương pháp ngủ say kéo dài duyên thọ. Khương Nguyên, thử hỏi hôm nay nếu ta không thông báo cho ngươi biết, ngươi có biết sự tồn tại của thiên ý hay không? Có biết được thiên ý âm mưu tính toán trên người ngươi hay không? Hai bên chúng ta có thâm cừu đại hận, điều này không giả, nhưng lại càng có liên quan thật sâu. Ảnh Vô Tà đại nhân nguy cơ sớm tối, nếu rơi vào tay Thiên Đình, tin tức của ngươi bây giờ sẽ bị tiết lộ ra ngoài, Thiên Đình tất sẽ phái người tập sát ngươi. Bởi vì Thiên Đình vốn là một đám chó săn của Thiên Ý. Trước có Phượng Cửu Ca tiến vào Bắc Nguyên dò xét, sau có một đám tháp chủ giám thiên tập kích bắc nguyên khương nguyên ngươi và ảnh vô tà đại nhân có thể nói là có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục nếu ảnh vô tà đại nhân chết những ngày an nhàn của ngươi cũng chấm dứt mau lục quả nhiên giỏi tài ăn nói nói một cách không câu nệ cấp độ rõ ràng có lý có cứ hiểu tình đạt lý khương nguyên động dung bật thốt ngươi nói không sai nhận thức rất chính xác ta muốn giữ lại giao dịch giữa hai bên chúng ta trong lòng mau lục vui mừng thầm nghĩ chuyện này đã thành rồi. Lúc này, gã suýt chút nữa lệ nóng quanh tròng. Trong khoảng thời gian này, gã đã chịu đủ áp lực. Bởi vì gã, cuối cùng thúc đẩy Khương Nguyên độ kiếp thành công, luyện được tiên cổ biến hình. Mặc kệ gã xuất phát như thế nào, động cơ ra sao, kết quả vẫn còn ở đó. Gã có tội. Trong lòng gã tràn ngập ái náy và hối hận. Cho nên gã càng phải lấy công chuộc tội. Lần này bại lộ thân phận, chịu đựng mạo hiểm đến khuyên Khương Nguyên, đây là ý của ảnh vô tà mà Mao Lục gã cũng nguyện ý làm hiện tại xem ra tất cả đều đáng giá Khương Nguyên là đường ra duy nhất của ảnh vô tà Mao Lục dùng sức của một mình mình vì ảnh vô tà mà đã thông con đường này như vậy chúng ta nên giao dịch như thế nào bên phía các ngươi cần gì Khương Nguyên ôn hòa hỏi Khương Nguyên chúng ta biết trong tay ngươi có rất nhiều tiên tài tiên tài nhặt được từ trong cống ngầm đều có vấn đề bên trong tràn ngập thiên ý những thứ này chúng ta không cần nhưng tiên tài mà ngươi nhặt được ở lạc thiên hà đều có thể đem ra giao dịch đây là danh sách ngươi hãy xem qua một chút mau lục ném ra ngoài một con phàm cổ tín đạo khương nguyên cầm lấy kiểm tra không có gì sai liền rót tinh thần vào thăm dò vừa xem vừa gật đầu một lát sau khương nguyên nói với mau lục phần lớn những tiên tài này ta đều có nhưng ngươi thân là thành viên phái lăng gia chẳng lẽ không thể từ trong kho tàng của phái lăng gia lấy ra những thứ này sao mau lục cười khổ bây giờ không giống ngày xưa địa linh lăng gia hiện tại khác với địa linh lăng gia lúc trước. lăng gia lập phái, công hiến cho môn phái là quy củ lớn nhất. nếu ta muốn lấy đồ trong kho, ta phải tốn điểm công hiến của mình. nhưng điểm công hiến của ta lại không đáp ứng được nhu cầu thấp nhất cho ảnh vô tà đại nhân. ngươi nói không sai. khương nguyên gật đầu, lại hỏi tiếp. ta có thể thanh toán số tiên tài này, nhưng làm sao ngươi có thể đưa chúng đến tay ảnh vô tà? nên biết rằng bảo hoàng thiên đã đóng cửa. ảnh vô tà bán tiên cổ, động tĩnh lớn như vậy. Khương Nguyên tất nhiên phải biết. Mau lục đáp, không có bảo Hoàng Thiên đúng là hơi phiền phức, nhưng muốn đưa đến chỗ ảnh vô tà đại nhân, nói chung cũng có phương pháp. Cương Minh vốn là hạ tông của ảnh tông, trước cuộc đại chiến núi Nghĩa Thiên, bởi vì tuyết hồ lão tổ đánh cắp thi thể tiên cương, cho nên tổng bộ Cương Minh đã ra lệnh cưỡng chế phân bộ còn lại, bố trí cổ trận siêu cấp, liên thông các bộ năm vực cùng một chỗ. Cho dù trong tương lai có người tiến đánh phân bộ, cũng có thể truyền thống thi thể tiên cương thông qua cổ trận siêu cấp đến tay Cương Minh khác ta vốn tưởng rằng đây chỉ là cái cớ các ngươi dùng để hãm hại tiên cương không nghĩ đến là thật khương nguyên hơi kinh ngạc mao lục cười khổ đây đích thực là thật hy sinh cương minh dùng để luyện cổ tiên thai trí tôn không phải là kế hoạch hàng đầu của ảnh tông ta trong cuộc đại chiến núi nghĩa thiên cũng bởi vì bất đắc dĩ nên mới đưa ra hạ sách này trên thực tế giữ lại cương minh chỗ tốt rất nhiều nếu có khả năng sẽ không hy sinh bọn họ khương nguyên gật đầu hắn bỗng nhiên nhớ đến 500 năm trước trong khoảng thời gian đó, Cương Minh năm vực vẫn còn tồn tại. Mãi cho đến khi năm vực loạn chiến, trước khi Khương Nguyên trùng sinh, bọn họ vẫn còn đóng một vai cực kỳ quan trọng trong đại thế thiên hạ. Nhưng bây giờ thì khác. Cương Minh năm vực đã thành cái xác rỗng, đa số tiên cương đều được xem là tiên tài, luyện hóa bên trong đại trận thập tuyệt vô sinh. Đến nay, năm vực cũng vì thế mà dung chuyển. Dù sao khi Cương Minh năm vực còn thịnh, bọn họ nắm trong tay không ít tài nguyên. Bây giờ số tài nguyên này trở nên vô chủ. Khiến cho cổ tiên cường giả các vực và thế lực siêu cấp tranh đoạt với nhau, nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Xem ra 500 năm trước, Ảnh Tông quả nhiên đã thành công. Cương Minh thịnh vượng đã nói rõ điểm này. Còn có Thiên Đình tiến đánh Phúc Địa Lăng Gia, Phượng Cửu Ca chết bên trong Phúc Địa Lăng Gia, điều này cũng có điểm khả nghi. Ảnh Tông sắp xếp nội gian bên trong Thiên Đình, nói không chừng U hồn Ma Tôn giành được cuộc sống mới đã sớm khống chế Thiên Đình, biến nó thành thứ cho mình sử dụng. Khương Nguyên suy nghĩ hơi lan man một chút, lập tức cảm thấy rất nhiều chuyện trong trí nhớ đều rất có khả năng khác có nội tình khác nước của thế giới này quá sâu chuyên kỳ tầng tầng lớp lớp rất nhiều cường giả đấu sức tính toán với nhau giống như bầu trời đêm đầy sao sáng đến trói mắt mặc dù ta được xem là một nhân vật nhưng trong số nhân kiệt đó ta cũng không được xem là gì ha ha nhưng cũng chính vì vậy mới càng thú vị không phải sao ha 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 khương nguyên nghĩ đến đây tâm trạng lại càng vui vẻ bỗng nhiên khóe miệng khương nguyên nhếch lên nở nụ cười thản nhiên mau lục có chút không hiểu thầm nghĩ hắn cười cái gì thế còn tâm trạng của ta nữa tại sao lại cứ quanh quẩn một cảm giác không ổn khương nguyên hít sâu một hơi ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm mau lục miệng cười càng tươi hơn nếu ta bỏ ra tiên tài vậy ta có thể đổi lại được cái gì tiên cổ mau lục đáp thái độ ung dung thú vị rất thú vị khương nguyên vỗ tay cười khẽ tiên cổ mà ảnh vô tà muốn bán còn có thể là gì nữa nhất định là tiên cổ của chính khương nguyên hắn rồi bán tiên cổ của khương nguyên cho khương nguyên bàn tính của ảnh vô tà đúng là vang thật nhưng ngay cả khương nguyên cũng cảm thấy suy nghĩ này của ảnh vô tà rất hay thử hỏi thiên hạ này còn có ai có thể như khương nguyên hy vọng có được những con tiên cổ đó chứ cho dù có chỉ sợ số lượng cũng rất ít đối với các cổ tiên khác mà nói những con tiên cổ này vừa lạ vừa quen nhưng đối với khương nguyên mà nói hắn chẳng những quen mà còn có phương pháp vận dụng thuần thục giá trị của chúng trong lòng khương nguyên thường cao hơn so với người khác một chút hơn nữa cho dù có bán tiên cổ ra cũng phải có cổ tiên thích hợp ví dụ như tiên cổ lực đạo cổ tiên lưu phái khác đều cảm thấy không quá hứng thú bởi vì lưu phái không hợp không những đạo ngân xung đột hiệu quả giảm xuống mà còn bất lợi trong việc nuôi dưỡng trừ phi có sát chiêu tiên đạo phụ trợ cổ trùng nhưng tình huống này lại không nhiều có thể nói Khương Nguyên là người mua thích hợp nhất. Hắn đều có nhu cầu đối với những con tiên cổ này, quan trọng hơn, hắn có tiền để mua. Về phần trao đổi tiên cổ như thế nào, chắc hẳn phải dựa vào cổ trận siêu cấp của Cương Minh ở các nơi. Khương Nguyên cười nói, tiên cổ của ta còn lại bao nhiêu? Ta không những muốn mua chúng mà còn cảm thấy hứng thú với tiên cổ ngã lực của Hắc Lâu Lan, nhân như Cố và Giang Sơn Như Cũ của Âu Dương Vân Sinh. Ba con tiên cổ này ta muốn đưa vào danh sách giao dịch. Mao Lục suy nghĩ một chút rồi gật đầu ta có thể làm chủ vấn đề này, có thể đồng ý với ngươi. Ảnh vô tà đã khống chế được Hắc Lâu Lan và Âu Dương Vân Sinh, tuyệt đối có thể bắt bọn họ giao ra tiền cổ. Mà quan trọng nhất bây giờ chính là thoát khỏi hiểm cảnh. Những chuyện khác, trước cứ tạm thời gác sang một bên. Khương Nguyên lại nói, một tay giao tiền một tay giao hàng, ngươi mang tiền cổ đến, ta giao tiền tài cho ngươi. Lúc này, Mao Lục cũng tỏ ra ngượng ngùng, thật không dám giấu. Khương Nguyên ngươi muốn nhìn thấy tiên cổ còn cần một khoảng thời gian nữa tình thế nam vực chắc ngươi cũng đã rõ cương minh các bộ đều bị người ta ngấp nghé thành lớn âm lưu bắc nguyên không nhờ chìm vào trong cống ngầm chắc cũng đã sớm bị người ta ghé qua vô số lần cổ trận siêu cấp được bố trí trong thành âm lưu ta muốn lấy được tiên cổ còn cần phải một thời gian nữa nhưng trước đó ta hy vọng quý phương có thể cung cấp một ít tiên tài bởi vì những tiên tài này đều dùng cho luyện cổ mà luyện càng sớm lại càng tốt ảnh vô tài đại nhân không biết còn có thể chống đỡ được đến bao giờ khương nguyên nghe xong trong lòng cười lạnh, mau lục hư hư thật thật. Ban đầu thì nói ảnh vô tà nguy cơ sớm tối, bây giờ lại nói còn có thể chống đỡ được một khoảng thời gian. Khương Nguyên nghiêm mặt, quả quyết từ chối, không, tuyệt không có khả năng này. Ta phải bỏ ra tiên tài, còn các ngươi lại không bán tiên cổ cho ta, vậy chẳng phải ta lỗ sao. Điều này ngươi cứ yên tâm, ta đã chuẩn bị sát chiêu tín đạo tiên cấp kỹ càng, ước thúc hai bên, tuyệt không cho phép một bên đổi ý. Gương mặt mau lục tràn đầy thành khẩn. Khương Nguyên cười ha hả, khoát tay nói, "Đừng nói mấy thủ đoạn tín đạo gì với ta hết, ta không tin đâu. Các ngươi đã có thể thu phục được Hắc Lâu Lan, như vậy các ngươi cũng đã giải trừ minh ước tín đạo trên người nàng ta. Mà ta lại dùng thủ đoạn tín đạo giao ước với các ngươi, chẳng phải ta là đồ ngốc sao?" Cái này, Mao Lục trầm ngâm một phen. Gã hiểu suy nghĩ của Khương Nguyên, nếu đổi lại là gã, gã cũng không thành lập minh ước với Ảnh Tông. Chi bằng, Mao Lục rất nhanh nghĩ ra một ý kiến khác ta dùng một tin tức trước đổi lấy một phần tiên tài, như thế nào? Những tin tức này cũng là bí mật, giá trị của nó đối với Khương Nguyên ngươi to lớn vô cùng. Khương Nguyên ngươi không muốn biết cực hạn của thiên ý ở chỗ nào sao? Ảnh tông chúng ta có kinh nghiệm quý báu đối phó thiên ý, còn có tin tức thiên ngoại chi ma, thậm chí là tin tức về phúc địa lăng gia nữa, ngươi không muốn biết sao? Tim Khương Nguyên không khỏi đập thình thịch. Thiên ý, sau khi hiểu được thiên ý tính toán mình, Khương Nguyên làm sao mà không lưu tâm thiên ý chứ? Trên đời này, người có thể đối phó với thiên ý, ngoài ảnh tông ra thì còn có ai nữa. Nếu không phải lần này ảnh tông chủ động đến giao dịch, Khương Nguyên sẽ còn bị mơ mơ màng màng không biết bao lâu nữa. Còn thiên ngoại chi ma, Khương Nguyên cũng cảm thấy rất hiếu kỳ. Vì sao hắn lại xuyên đến nơi này? Còn có thiên ngoại chi ma nào khác không? Có cùng đến từ một nơi với hắn không? Vì sao thiên ngoại chi ma lại có thể thay đổi quá khứ? Còn có tin tức về Phúc Địa Lăng Gia. Phúc Địa Lăng Gia đứng vững hơn 30 vạn năm, cất giấu đồ vật gồm có những thứ gì khương nguyên đang muốn mượn lực của địa linh lăng gia đồng thời còn muốn mưu đồ phúc địa lăng gia tin tức đó sẽ quan trọng đến cỡ nào không hề nghi ngờ giá trị của những tin tức này xác thực rất chân quý có tác dụng trợ giúp khương nguyên rất lớn lúc này trong đại sảnh yên tĩnh lại hai bên đều im lặng không nói khương nguyên chìm vào suy nghĩ mau lục chậm rãi chờ khương nguyên đồng ý gã vô cùng tự tin cảm thấy khương nguyên nhất định sẽ đồng ý bởi vì dụ hoặc của những tin tức này đối với Khương Nguyên thật sự quá lớn. Đương nhiên, nếu không phải tình huống bắt buộc, Mao Lục có chết cũng không muốn cho Khương Nguyên biết. Khương Nguyên hỏi, ta có một chuyện không rõ. Đã có cổ trận siêu cấp, vì sao đám người ảnh vô tà lại không thông qua cổ trận siêu cấp mà đào tàu chứ? Mao Lục thành thật trả lời, cổ trận siêu cấp chỉ có thể truyền tống tiên tài. Thi thể tiên cương cũng được xem là tiên tài, nhưng nhất định không được chứa tiên khiếu. Cổ tiên khóa vực truyền tống thật sự quá khó có một vài phương pháp hiếm có nhưng không thể phục chế. Định tiên du có thể được xem là ngoại lệ nhưng tiên cổ lại là duy nhất. Mà tiên khiếu thì không phải ai cũng có thể chui vào, cổ tinh môn lại có cực hạn quá lớn. Ảnh Tông cũng biết đến cổ tinh môn, Khương Nguyên đã từng sử dụng rất nhiều lần, về sau giao cổ phương cho địa linh lang ra, ảnh Tông biết được cũng không kỳ quái. Mặc kệ là định tiên du hay là cổ tinh môn, đối với cổ tiên truyền tống đều có yêu cầu. Đạo ngân trên người cổ tiên nhất định phải rất ít mới có thể truyền tống, nhất là cổ tinh môn, chỉ là phàm cổ. Cho dù có thể mượn sức mạnh ban đêm, nhưng cũng chỉ có cổ tiên lục chuyển hạng chót, hoặc cổ tiên lục chuyển vừa mới vượt qua mấy lần tai kiếp mới có thể vận dụng. Đương nhiên, tiên khiếu của cổ tiên là một thế giới khác, cho nên không tính. Sở dĩ năm đó Khương Nguyên có thể dùng tử khiếu của mình mang theo cổ trí tuệ Nazi qua lại cổ tinh môn cũng chính là vì nguyên nhân này. Có thể nhảy vào tiên khiếu của cổ tiên tu vi thấp nhất hoặc tiên cương, áp dụng định tiên du, cổ tinh môn tiến hành khóa vực chuyển vận phương pháp này có thể thực hiện. Nhưng căn bản lại không có cách mở rộng. Thứ nhất, định tiên du chỉ có một con. Phương pháp cổ tinh môn thì chỉ nằm trong tay một số người. Cổ tiên bát truyền, tiên tài cao truyền, đạo ngân quá nhiều sẽ là gánh nặng cực lớn cho tiên khiếu. Tiên khiếu sống sẽ bị nứt vỡ, tiên khiếu chết sẽ nhanh chóng sụp đổ, không vận chuyển được bao nhiêu lần. Chính vì vậy, Khương Nguyên mới cất tiên tài cao chuyển ở phúc địa hồ tiên hoặc phúc địa tinh tượng. Thiên địa của phúc địa tọa lạc bên ngoài vô cùng vững chắc. Cổ tiên bát chuyển có phương pháp khóa vực của riêng bọn họ. Chính là thông qua Hắc Thiên, Bạch Thiên, giống như trước đó, Tháp chủ Giám Thiên dẫn một đám người tập kích Nam Cương, phá hư đại kế của Ảnh Tông, chính là thông qua Bạch Thiên mà đến. Khóa vực vận chuyển cổ tiên vẫn không hề có được phương pháp nào tốt. Bởi vì nhu cầu của cổ tiên đối với phương diện này rất ít. Cổ sư Thăng Tiên, bởi vì sự khác biệt vi diệu giữa hai khí thiên địa năm vực mà trở thành cổ tiên các vực, ví dụ như cổ tiên Bắc Nguyên, cổ tiên Trung Châu, bản thân cổ tiên có quan niệm địa vực rất mạnh cổ tiên dị vực rất dễ bị cổ tiên bản địa xa lánh trong thời kỳ cuối của đại chiến núi nghĩa thiên hắc lâu lan và âu dương vân sinh đã bị cổ tiên nam cương truy sát từ đó có thể nhìn thấy được lốn đốm về phương diện này đông hải xem ra thoáng hơn nhưng quan niệm địa vực không phải là mấu chốt mấu chốt là tiên khiếu cổ tiên cứ cách một khoảng thời gian lại phải hạ xuống thiên địa bên ngoài hấp thu hai khí thiên địa dùng để vững chắc bản thân lúc này Yêu cầu đối với hai khí thiên địa rất nghiêm khắc. Nếu cổ tiên Bắc Nguyên hạ tiên khiếu xuống thiên địa Trung Châu, hấp thu hai khí thiên địa Trung Châu, nhất định sẽ hỏng việc. Nguyên nhân thứ ba chính là tai kiếp. Tai kiếp của cổ tiên không ngừng, ai không có việc chạy tán loạn khắp nơi làm gì? Chạy đến ngoại vực làm chi? Trừ phi là có chuyện cực kỳ quan trọng, ví dụ như manh mối của đại tiên duyên, hoặc là nhiệm vụ thăm dò Bắc Nguyên trọng đại giống như phượng cửu ca. Nhưng có một số thứ lại khác. Nhu cầu vận chuyển cổ tiên không nhiều nhưng tiên cổ và tiên tài lại không giống nhu cầu phương diện này vẫn rất lớn nhưng những nhu cầu này lại được bảo hoàng thiên thỏa mãn đủ loại nguyên nhân dẫn đến rất ít người nghiên cứu việc khóa vực vận chuyển cổ tiên trong lịch sử cũng không có thành tựu nghiên cứu kiệt xuất nào cương minh thành lập cổ trận siêu cấp ở các phân bộ cũng chỉ để vận chuyển tiên tài mà thôi ai lại đi tốn công mà không có kết quả nghiên cứu thứ không có tác dụng quá lớn chứ cổ tiên lúc nào cũng có áp lực sinh tồn mặc dù mang chữ tiên nhưng làm sao cũng không sống tiêu dao an nhàn được kinh doanh tiên khiếu nuôi dưỡng tiên cổ ứng phó thiên kiếp đủ để cho tất cả cổ tiên phải cảm thấy mệt mỏi bởi vậy từ xưa đến nay khóa vực vận chuyển cổ tiên đều rất nguyên thủy phát triển rất chậm đường đường là 10 đại cổ phái trung châu khi điều động cổ tiên đến bắc nguyên điều tra cũng phải xông qua bức tường ngăn giới hai vực 400 năm sau nữa mọi người không cần nghiên cứu khóa vực vận chuyển cổ tiên bởi vì bức tường ngăn giới nam vực đã bắt đầu chậm rãi tiêu tán toàn bộ nam vực nối thành một mảnh đây đều là nói sau tạm thời không cần đề cập đến trong đại sảnh khương nguyên bỗng dưng bật cười hắn thăm dò lâu như vậy rốt cuộc cũng đã có được sự nhận biết rõ ràng về vụ giao dịch này khương nguyên ngươi cười cái gì trong lòng mau lục cảm thấy không ổn bởi vì ta cảm thấy vui mặc dù cổ trận siêu cấp chỉ có thể truyền tống tiên tài nhưng như vậy là đủ rồi tình báo cái gì trước để sang một bên. Điều kiện chủ yếu của ta chính là nhục thân ban đầu của ta. Trước bảo y chuyển cho ta, giọng nói của Khương Nguyên rất nhanh. Sắc mặt mau lục thay đổi. Gã biết cổ trí tuệ. Nếu Khương Nguyên có được nhục thân, kết hợp với hồn phách dẫn động vầng sáng trí tuệ, nhất định có thể một lần nữa mượn được uy năng của cổ trí tuệ. Đây là khái niệm gì? Quả thật là hổ sinh cánh, phi ưng trùng thiên. Trước kia Khương Nguyên còn có một sơ hở, chính là không có thọ cổ để nuôi nấng cổ trí tuệ hiện tại trong tay địa linh lang gia có một lượng lớn thọ cổ có thể giải quyết được vấn đề này khương nguyên đã biết thiên ý còn có cổ trí tuệ trợ giúp làm sao mà ngăn chặn hắn chứ cộng thêm tiên khiếu trí tôn nữa trời ơi mau lục cảm thán trong lòng mấy nhân tố này một cái thôi cũng đủ kinh thiên động địa kinh thế hãi tục rồi nếu còn kết hợp với nhau sức mạnh bùng lên khó mà tưởng tượng được có còn muốn người khác sống hay không chứ không được mau lục vội lắc đầu không có nhục thân làm sao ảnh vô tà có thể đào thoát khỏi tuyệt cảnh có nhục thân chứ khương nguyên cười ha hả ta có rất nhiều tiên cương lực đạo có thể một đổi một cam đoan bên phía ngươi sẽ không bị thiệt thòi thậm chí đạo ngân trên người tiên cương lực đạo đó còn nhiều hơn so với nhục thân của ta nhiều cái đầu ngươi đấy mau lục mắng to khương nguyên vô sỉ trong lòng sắc mặt trở nên khó coi nhìn chằm chằm khương nguyên cười lạnh nói người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám ta sao lại không biết khương nguyên ngươi tính toán ta xem ra ngươi đã biết cổ trí tuệ khương nguyên gật đầu tiên cổ tình báo có thể bán nhưng nhục thân thì không mau lục thẳng thắn từ chối giọng điệu còn mạnh hơn cả sắt thép nào biết khương nguyên còn trở mặt nhanh hơn vậy thì không còn chuyện gì để nói tạm biệt không tiến khương nguyên đứng dậy vung tay lên trực tiếp đuổi khách mau lục trợn tròn mắt gã đứng sững tại chỗ không nhúc nhích thấy gã đứng bất động khương nguyên âm thầm cười lạnh phất tay định bỏ vào hậu đường Mao Lục lập tức bừng tỉnh, lúc này mới lên tiếng, "Khương Nguyên, ngươi chờ một chút." "Ngươi đồng ý?" Khương Nguyên cũng không quay người, chỉ nghiêng đầu lại. "Nhục thân không bán, nhưng cái khác thì dễ thương lượng." Mao Lục kiên trì nói. Khương Nguyên hừ một tiếng, nhanh chóng quay đầu đi, muốn chuyển qua cửa hông rời khỏi tầm mắt của Mao Lục. Mao Lục vội vàng đuổi theo, giao dịch là phải nói đến hai bên tự nguyện. "Khương Nguyên, ngươi cần gì phải ép buộc như vậy? Ngươi nên biết rằng, nếu bên ta ngộ hại, ngươi sớm muộn gì cũng sẽ gặp nạn khương nguyên dừng bước nhưng lần này động tác quay đầu cũng không có dùng ót nhìn mao lục vô cùng bất lịch sự mao lục nghe khương nguyên nói ngươi nói một chút cũng không sai nhưng ta gặp tai ương thì như thế nào cùng lắm thì chết mà thôi mao lục đi mấy bước đã đuổi kịp khương nguyên miệng khuyên nhủ khương nguyên ngươi sao phải nói như vậy lừa mình dối người ai sẽ tin chứ ngươi cam tầm chết sao